ST25, giống lúa cao sản ngắn ngày, có thể trồng từ 2 cho đến 3 vụ mỗi năm, do ông Hồ Quang Cua và cộng sự lai tạo. Gạo ST25 có hạt dài trắng tinh, dẻo, có mùi thơm như lá dứa. Năm 2019, lần đầu tiên gạo Việt Nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới với giống ST25. Vậy những đặc tính nào đã giúp ST25 đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới? Việc canh tác giống lúa này có gì đặc biệt so với các giống lúa thông thường? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần chia sẻ của ông Hồ Quang Cua và tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá là 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi ở cuối chương trình. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà từ chương trình. Kính chào quý vị và bà con, rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, năm 2019, lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới tổ chức ở Manila, Philippines. Đây là loại gạo được sản xuất, lai tạo từ giống lúa thơm nổi tiếng của vùng đất Sóc Trăng, gắn liền với tên tuổi của kỹ sư Hồ Quang Cua. Để hiểu hơn về đặc tính của loại gạo này, cũng như là quá trình canh tác có đòi hỏi yêu cầu khắt khe gì so với các giống lúa thông thường hay không, mời quý vị và bà con cùng theo dõi chương trình hôm nay. Năm 2019, kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự là các cán bộ nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đạt giải thưởng gạo ngon nhất thế giới với giống lúa ST25. 25 năm miệt mài nghiên cứu lai tạo dòng lúa thơm ST, cuối cùng thành quả lao động của ông và nhóm các nhà khoa học đã được công nhận. Với ông, năm 2017, sự kiện gạo ST24 lọt vào top 3 gạo ngon nhất thế giới trong cuộc thi World Best Rice tại Macau, Trung Quốc là cột mốc đã đặt nền móng để giống ST25 đạt kỳ tích ngon nhất năm 2019. Thì chúng ta biết ST24 và ST25 đều là hai cái giống lúa đạt được tiêu chuẩn ngon cấp nhóm ngon nhất thế giới, với cái đặc tính hạt gạo rất là đẹp, thon, dài, trắng và cơm thơm, mềm, dẻo, ngọt. Đó là những cái đặc tính mà thị trường cao cấp rất là cần. Về cái phẩm chất dinh dưỡng thì có thể nói đây là cái giống lúa có hàm lượng protein tương đối là cao, và nó hấp thu nước ít, cho nên khi chúng ta ăn cơm á, thì nó lại cung cấp cái nguồn năng lượng cho cơ thể nó tốt hơn so với những cái giống lúa mà cơm cứng. Do vậy là nếu mà chúng ta phát triển được những cái giống này ở những cái vùng nước mặn, những vùng lưng canh lúa tôm, hoặc là vùng hai vụ lúa, hoặc là ở cao nguyên, hoặc là có thể là có rất nhiều nơi của trên đất nước Việt Nam đều có thể canh tác tốt cái giống này. Nói về tính chất và sự hài lòng của mình với ST25, kỹ sư Cua ví von như vẻ đẹp của người phụ nữ, đẹp cả người lẫn nết. Cái vẻ đẹp hoàn mỹ ấy của hạt gạo ngon được ông miêu tả chi tiết là phải cảm nhận bằng ngũ quan. Đầu tiên là dùng mắt để nhìn, đó là hạt gạo dài, trắng, trong, rồi khi ngửi thì nó phải thơm, ăn thì mềm, có vị ngọt. Điểm rất khác so với gạo thường là lượng hấp thu nước rất thấp. Với ST24 và ST25 thì tỷ lệ nấu cơm là 1 gạo, 0,8 nước. Hột cơm khi nấu ra không bể bung, nó chỉ giãn dài ra, trông như đang xếp hàng trong nồi cơm. Thế mới thấy các tiêu chí gạo ngon nhất thế giới mới khắt khe làm sao. Nhưng có lẽ cái làm ông và mọi người bất ngờ nhiều nhất lại nằm ở một điều rất đặc biệt. Đó là suốt quá trình lịch sử 11 năm tổ chức của cuộc thi World Best Rice, tổ chức thương mại gạo thế giới vốn chỉ công nhận giống gạo mùa cổ truyền, năng suất thấp, một năm chỉ sản xuất được một vụ. Thì năm 2019 đã chọn giống gạo thơm ST25 có thể trồng 2 vụ một năm. Theo đó, trên cùng một đơn vị diện tích, trong một năm, ST25 có thể cung cấp sản lượng gạo ngon gấp 5 lần gạo lúa mùa của các nước xung quanh. Canh tác cái giống lúa này thì rất là ít tốn cái thuốc bảo vệ thực vật. Nếu bà con nông dân mà có những cái kinh nghiệm rồi đó thì chúng ta không cần phun thuốc đạo ôn.
cũng không cần phun thuốc ngừa khoan cổ bông, và chúng ta cũng không cần phun lúa, phun thuốc ngừa bệnh bạc lá, tức là ở trong Nam gọi là chế bì lá đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chi phí sản xuất về bảo vệ thực vật thì nó rất nhẹ so với những giống lúa phổ biến khác. Đồng thời với cái đặc tính ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật này thì đây là một cái, nó cho ra một cái loại gạo rất có khả năng sản xuất hữu cơ tương đối rất là dễ dàng. Và nói chung nếu mà chúng ta không sản xuất theo kiểu bình thường thì nó cũng là tạo ra một cái loại gạo có thể cung cấp cái mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng rất là tốt. Theo kỹ sư Cua, giống ST25 và ST24 được nghiên cứu lai tạo từ dòng lúa thơm ST và không ngừng cải tiến, nên bên cạnh phẩm chất gạo ngon, năng suất cao thì khả năng chống chịu hạn mặn và sâu bệnh rất tốt. Đặc biệt phẩm chất gạo ST25, hạt gạo trắng, thon, dài, thơm và mềm cơm. Cụ thể so với các giống lúa khác thì đây là giống lúa thơm có đặc tính chịu mặn, kháng đạo ôn cấp 2 và bệnh bạc lá, thân cứng chống đổ ngã, phổ thích nghi rộng. Nhất là thích nghi vùng canh tác luân canh lúa tôm, đạt năng suất cao ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất vì vậy khá thuận lợi và dễ dàng. Đây là một cái giống lúa thích nghi rộng, vừa phẩm chất vừa thích nghi rộng, kháng sâu bệnh tốt mà đồng thời lại rất là ngon cơm. Nhưng mà đồng thời đây là cũng giống lúa năng suất cao nhất trong cái nhóm giống lúa ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Nó có thể đạt lúa tươi, có thể đạt cao, lúc cao điểm nó có thể đạt lên đến trên 8 tấn một hecta, còn bình thường thì nó có đạt ở mức 7 tấn hecta rất là dễ dàng. Cho nên bà con nông dân canh tác giống lúa này chẳng phải e ngại gì hết, còn cái vấn đề tiêu thụ thì cũng rất là dễ dàng. Hiện nay thì nước mặn có xu hướng ngày càng xâm nhập sâu vào nội đồng, thì cái lợi thế của ST24 và 25 thì ở khoảng chu kỳ sinh trưởng chỉ 95 ngày, cho nên nó vừa chịu mặn, nó vừa ngắn ngày, cho nên né được mặn. Mà thậm chí nếu mà có mặn xâm nhập vô rồi thì cái khả năng chịu đựng của nó cũng cao hơn rất nhiều giống khác. Cho nên đây là một cái giống lúa phải nói là đặc biệt là thích nghi ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, những năm gần đây giống lúa ST ngày càng được nông dân nhân rộng, trong đó giống ST25 hàng năm được gieo cấy khoảng hơn 10.000 ha. Sắp tới tỉnh Sóc Trăng sẽ quy hoạch vùng trồng lúa ST, chú trọng việc nhân rộng mô hình lúa hữu cơ ST25 ở các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra lúa ST24, ST25 cũng đã được sản xuất rộng rãi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác trong cả nước. Tại một số nơi lúa được sản xuất theo quy trình sạch và chế biến gạo theo dây chuyền hiện đại với công nghệ của Thụy Sĩ. Theo các nhà khoa học, với nhiều đặc tính tốt của giống, bà con khi canh tác lúa ST24, ST25 để đạt hiệu quả tối đa nên áp dụng quy trình canh tác lúa thông minh. Quy trình này vừa giúp giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước tưới. Nhất là áp dụng quy trình bón phân thông minh bằng cách chọn bón cân đối các nguyên tố đa, trung và vi lượng và bón đúng thời điểm cho cây lúa. Và vì là giống lúa thích nghi vùng canh tác luân canh lúa tôm, đạt năng suất cao ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, bà con cần nên bón lót giai đoạn trước khi gieo xạ. Cụ thể có thể bón lót phân chuyên dùng đầu trâu mạng phèn với lượng bón là 100-160 kg cho 1 hecta. Điều này sẽ giúp hạ phèn, giải mặn cho đất và giúp cây lúa khỏe, cứng cây, ứng phó tốt với tình hình thời tiết bất lợi như hiện nay. Thưa quý vị, thưa bà con, so với gạo thơm Thái chỉ trồng được một vụ mỗi năm, thì giống lúa ST25 có thể trồng từ 2 cho tới 3 vụ mỗi năm và thích nghi tốt với những vùng đất bị nhiễm mặn. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng như hiện nay, thì đây là những điểm rất thuận lợi để người dân đồng bằng sông Cửu Long có thể mở rộng diện tích lúa ST25 trên những vùng đất khó để mang về hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Việc ST25 được chọn là giống gạo ngon nhất thế giới cho thấy lần đầu tiên một giống lúa cải tiến ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi với nhiều chân đất, đặc biệt là các vùng đất nhiễm mặn, vùng lúa tôm được công nhận. Đây là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam có thể mở rộng diện tích canh tác, cung ứng ra thị trường với sản lượng lớn, từ đó mang về lợi nhuận cao cho người làm lúa. Tôi đang đứng cạnh cái cánh đồng ở ST25. Một cái loại giống mà có cái gạo rất là tốt, đạt giải nhất cuộc thi
các gạo ngon trên thế giới tại Philippines năm 2019. Và đặc điểm của giống ST25 là chắc chắn là nó vừa ngon rồi, chất lượng nó tốt rồi và nó thích nghi với biến đổi khí hậu. Có thể trồng được trong những cái vùng mà hơi lợ, hơi mặn như ở Sóc Trăng. Và nó tới cứng cây không đổ ngã, cho năng suất khá cao. Nếu mà làm tốt có thể đạt năng suất là 8 tấn một hecta. Và hiện nay thì thị trường đang rất ưa chuộng các loại giống mà có vừa ngon, thơm, mềm, dẻo, ngọt. Và đặc biệt là trồng theo cái hướng hữu cơ để mà giúp cho cái chất lượng của cái hạt gạo đó nó là tuyệt vời nhất. Đó. Do vậy thì chúng tôi đánh giá là với cái thương hiệu gạo ST25 mà được thế giới công nhận gạo ngon nhất thế giới thì nông dân Việt Nam có được những cơ hội rất tốt trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, trong cái điều kiện là thị trường hiện nay nó rất là khó khăn. Chúng ta có thể chọn cái hướng sản xuất những cái gạo ngon, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo có uy tín, đặc biệt là gạo ST25 là ngon nhất thế giới. Gạo này thì ngoài những cái đặc tính chất lượng gạo ngon thì nó có cứng cây rồi không đổ ngã, thời gian sinh trưởng nó cũng tạm gọi là ngắn ngày, khoảng 95 ngày. Có thể dễ bố trí trong các cơ cấu cây trồng, đặc biệt là làm phù hợp cho cái vùng tôm lúa. Thì đó là những cái đặc điểm chính của cái giống ST25. Hiện nay thì các nhà khoa học chúng tôi lưu ý là canh tác là phải, thứ nhất là phải theo tín hiệu thị trường, tức là sản xuất ra cái gì mà bán được giá cao, thị trường cần, thì ST25 là đạt hoàn toàn về cái chuẩn đó. Cái vấn đề thứ hai là phải lợi thế vùng miền, đất nước, khí hậu là nó phải phù hợp. Thì ST25 là phù hợp những cái vùng ven biển, những vùng tôm lúa và có thể trồng sang những vùng thâm canh vẫn có khả năng cho năng suất và chất lượng tốt. Với điều kiện là người nông dân phải tuân thủ sản xuất theo cái quy trình lúa sạch, tăng cường cái hữu cơ, giảm bớt cái lượng phân và lượng thuốc hóa học và đảm bảo là không sử dụng chất cấm. Đó, và chúng tôi là cái nhà khoa học luôn luôn khuyến cáo bà con nông dân là phải áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đầy đủ trên cây lúa, đó là 1,6 giảm. Và trong thời đại ngày nay thì phải xạ thưa xạ hàng, hoặc là có thể cái giống lúa thơm ở T25 này là có thể là cấy rất là thuận lợi. Và nó sẽ phát triển rất là tốt trên các cái vùng đất khác nhau, trên những cái vùng đất mà đặc điểm đất là coi như là bà con không được lạm dụng phân đạm. Đối với giống lúa thơm này mà bón thừa phân đạm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng rất nhiều, đặc biệt là cái nó sẽ bị cứng cơm và nó giảm cái mùi thơm. Thành ra là chúng tôi khuyến khích bón tăng hữu cơ lên, giảm cái lượng phân hóa học và đặc biệt là kiểm soát cái lượng phân đạm. Thì hợp lý thì trồng trên các vùng đất, đặc biệt là vùng tôm lúa, cái vùng nước lợ thì rất thích hợp, và các vùng thâm canh khác cũng có khả năng cho năng suất và chất lượng cao nhất. Đối với lúa thì có rất là nhiều cái sâu bệnh khác nhau. Thì riêng cái giống lúa ST25 này thì chúng tôi đánh giá là nếu nông dân áp dụng cái biện pháp canh tác là 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, 1,6 giảm đó, thì giảm áp lực rất là nhiều, đặc biệt là giảm giống. Nếu bà con có thể xạ thưa, xạ hàng hay là cấy đó, thì áp lực của các bệnh, đặc biệt là các bệnh đạo ôn, rồi các bệnh đốm vằn, rồi các bệnh cháy bì lá thì nó cũng sẽ giảm rất là nhiều. Kết hợp với vấn đề bón phân cân đối hợp lý, không bón thừa phân đạm, bón nặng đầu nhẹ cuối, đặc biệt là lúa cấy thì phải bón lót. Nếu mà đầu vụ hè thu cái vùng nào bị ảnh hưởng lợ, ảnh hưởng mặn đó, trong canh tác phải áp dụng những biện pháp hóa giải cái mặn, cái phèn. Thì hiện nay là có cái phân đầu trâu phèn mặn có thể hóa giải bớt cái mặn, cái phèn. Tại vì bón phèn mặn này mỗi hecta khoảng chừng 100 cho tới khoảng 200 kg một hecta. Trong đó thì có cái hàm lượng silic rất cao, hàm lượng canxi rất cao và có hàm lượng lân cũng khá cao. Đó. Thì nó sẽ giúp cho cái việc là cải tạo được đất, giúp cho cái lúa ngay từ cái đầu vụ tự phát triển được tốt. Rồi kế đó là bón đợt 1, bón cái đợt đón đầu. Đó. Bón phân cân đối hợp lý kết hợp với gieo xạ thưa hoặc là cấy hợp lý thì nó giảm áp lực sâu bệnh rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái T25 này thì có những đặc điểm là rất là tốt. Có nghĩa là sâu bệnh nhẹ, các sâu bệnh chính trên cái lúa thì chịu áp lực rất là nhẹ. Đặc biệt là cái bệnh bạc lá cũng rất là nhẹ. Do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là bà con chúng ta đã có được một cái giống có thể canh tác phù hợp theo cái tập quán của bà con nông dân của các vùng, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, để có thể có được một cái giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt mà ít nhiễm sâu bệnh.
Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn vừa rồi của chuyên gia đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Rất mong tiếp tục nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thư từ góp ý, quý vị và bà con gửi về canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và bà con cùng tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi của chương trình ngày hôm nay. Giải đáp câu hỏi tuần trước, đầu trâu 46A+ là loại phân thế hệ mới có chứa agrotan, giúp quá trình phân giải phân chậm và giảm thất thoát đạm. Xin chúc mừng khán giả Dương Huỳnh Long, thành phố Hồ Chí Minh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án A của câu hỏi. Phần quà là một cặp điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, số bông tối đa thích hợp ở vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long đối với lúa xạ là 400 cho đến 500 bông trên 1 mét vuông, đúng hay là sai? A là đúng, B là sai. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM, khoảng cách, câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM, khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM, khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Áp dụng quy trình canh tác lúa thông minh đã mang về hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho bà con làm lúa. Chỉ tính riêng vụ hè thu khắc nghiệt của năm 2016, bà con làm lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn có lời từ 15 cho đến 16 triệu đồng trên một hecta. Năm 2020 với dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn tương đương, thậm chí là cao hơn cả năm 2016. Vậy quy trình canh tác lúa thông minh sẽ giúp ích ra sao để bà con ứng phó trong vụ hè thu này? Các giải pháp thông minh đó bao gồm những cách làm nào? Nội dung cụ thể với phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng sẽ có trong chuyên mục canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá là 300.000 đồng từ chương trình.